Xin chào quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay của Auto Daily thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về mẫu xe Lexus NX200T nhưng đã được đăng ký và chạy từ năm 2016, cách đây phải gần 4 năm rồi, hơn 3 năm. Các bạn có thể thấy là NX200T đứng ngay cạnh bên Lê Hùng, đây là phiên bản F-Sport. Đây cũng là một trong những cái mẫu xe Lexus NX200T đầu tiên tại Việt Nam vào cái thời điểm đó. Và mẫu xe này tại cái thời điểm đó được bán với giá nó khoảng đâu đó khoảng 2,6 tỷ. Và còn trong khi đấy thì NX200T của hãng, chính hãng ấy, thì nó khoảng hơn 2,2 tỷ gì đó. Đấy, các bạn có thể thấy không? Thêm chữ F-Sport, trang bị thêm lưới tản nhiệt và một số điểm khác biệt ngoại thất và nội thất thì giá nó đã thêm rất nhiều rồi. Và có lẽ là trong cái chương trình vừa rồi thì chúng tôi cũng đã chia sẻ về cái mẫu Lexus LS500H. Chúng tôi cũng có nhận rất nhiều ý kiến cùng với một số tiền như vậy, tại sao khách hàng vẫn bỏ ra trong khi có nhiều cái tùy chọn có thể cùng với phân khúc đó, nhưng mà đến từ Đức, Big 3 như BMW rồi là Audi hoặc là Mercedes, nhưng tại sao khách hàng vẫn chọn Lexus. Thì có lẽ là tôi sẽ mời một cái nhân vật, đấy chính là anh Tâm. Vâng, anh Tâm từ AutoZone. Các bạn theo dõi các kênh đánh giá xe chắc chắn sẽ biết anh Tâm fan. Ngay bây giờ thì tôi sẽ FaceTime với anh ấy. Lý do tôi gọi cho anh ấy, trao đổi với anh ấy, bởi vì chính anh ấy cũng sở hữu mẫu Lexus NX200T. Vâng, Thánh Review cũng sở hữu Lexus NX200T mà không phải là một thương hiệu khác. Vậy thì điều gì? Điều gì bây giờ? Ngay bây giờ tôi sẽ gọi điện. Rồi, chúng ta sẽ FaceTime. Vâng, anh Tâm fan. Anh hay đi chiếc Subaru, tuy nhiên anh giấu chiếc NX200T. Chào Tâm. Vâng. Hôm nay thì mình đang đứng cạnh chiếc Lexus NX200T. Và trong chương trình vừa rồi thì cũng có rất nhiều ý kiến nói rằng là với một mức tiền như vậy thì tại sao phải chọn Lexus, trong khi có thể mua được rất nhiều những cái dòng sản phẩm của Big 3. Đấy. Nhưng mà thì đây, nhân chứng sống đây rồi thì mình trao đổi với Tâm mấy ý kiến nhá. Dạ ok anh. Ok. Thứ nhất là tại sao Tâm lại chọn Lexus nhỉ? NX200T nhỉ? Khoan anh, nói lớn lên em xíu được không? Tại vì đây nó ồn quá không nghe được. Tức là cái lý do gì mà Tâm lại bỏ ra một số tiền như vậy để mua một chiếc Lexus NX200T nhỉ? Cho đến bây giờ thì có cảm thấy ân hận gì không? Dạ, nên thì thật sự là cái em chia sẻ là một thôi, cái lý do mà để em chọn cái NX200T vào cái thời điểm đó là vì thứ nhất nó là cái mẫu xe hoàn toàn mới của Lexus, tức là trước đó thì không có cái phân khúc này, đây là cái phân khúc hoàn toàn mới của Lexus. Và cái yếu tố thứ hai, đây là lần đầu tiên mà Lexus sản xuất một cái động cơ tăng áp 100%. Trước đây thì Lexus đã từng có một cái xe có động cơ tăng áp rồi, đó là cái dòng xe GS300 thì phải. Nhưng mà cái đó là cái động cơ của Toyota, họ mang lên Lexus thôi. Còn cái riêng cái động cơ của cái NX200 á, thì nó lại là 100% là do Lexus sản xuất luôn. Tức là để cả cái tăng áp là họ sản xuất luôn, chứ không phải là họ mua một cái thương hiệu đó rồi họ gắn vào. Rồi. Dạ, vì cái lý do đó cho nên em lại cảm thấy là đây là một cái việc mà em yêu thích kỹ thuật. Cho nên là em cảm thấy là đây là một cái sản phẩm mới, một cái sự chuyển mình của hãng Lexus. Khi mà từ những cái động cơ thì mà to, bây giờ họ lại sử dụng cái động cơ 2.0 tăng áp. Thì cho nên là em muốn trải nghiệm nó và em lựa chọn nó. Thế Tâm đã từng chạy khá nhiều cái phân khúc xe cùng cái phân khúc đó rồi á. Thì Tâm có cái cảm nhận như thế nào giữa các, ví dụ như mình so sánh trực tiếp với cả GLC hoặc là X3 hoặc là Q5 gì đấy đi. Dạ, thì thật sự là ngay từ đầu á, khi mà em mua cái NX200 á, thì em vẫn nghĩ là nó phải, vốn dĩ nó phải có những cái đặc tính của Lexus. Có nghĩa là nó sẽ phải cực kỳ êm ái, nó sẽ phải thật là nhẹ nhàng trong mọi thứ. Nhưng mà khi mà em sở hữu rồi á, thì em mới thấy được rằng á, là cái NX và chiếc RX á, chữ RX và NX là nó là hai cái thể loại khác nhau. Nếu như bạn cần một cái sự êm ái thật sự á, thì nên mua RX. Còn nếu như mà đã mua NX á, thì nó hơi hướng, nó hơi thể thao hơn chút. Cái hệ thống treo của nó sẽ cứng hơn một chút. Nếu mà so với lại GLC hay là Q5 thì về cái trải nghiệm thì em thấy là
nó ít là chắc chắn nó rộng rãi hơn rồi đó, điều khiển rồi, nhẹ nhàng hơn rồi đó. Rồi. Rồi, nhưng mà cái tính thể thao của nó thể hiện nhiều nhất là ở cái hệ thống treo, theo em là vậy. Về cái độ bám vân vân, mình chạy trên cao tốc rồi thì có cái nhận xét cụ thể như thế nào không? Cái hệ thống độ bám thì vì cái hệ thống treo nó cứng cho nên là anh cũng có thể test là khi anh vào cua tốc độ cao á, thì cái xe của NX dĩ nhiên nó là xe cao thì nó sẽ không thể nào mà nó bám tốt bằng xe thấp được. Nhưng mà so với những cái đối thủ cùng phân khúc thì em nghĩ là cũng 9-10. 1-9-1-10, wow, thật là tuyệt vời. Thế cho mình hỏi tiếp một cái câu như thế này, khi mua thì mình có quan tâm đến cái giá trị bán lại của cái mẫu xe này không? Hay là cứ yêu công nghệ là mua thôi? Thật sự là có chứ anh, thật sự là có chứ. Khi mà mình, cái nguyên tắc khi mà mình mua một cái xe, như anh biết rồi, khi mình mua một cái xe, cái giá trị nó càng cao thì cái khả năng lỗ của mình nó càng lớn. Nếu mà mình mua xe 1 tỷ thì mình lỗ giỏi lắm 900 triệu thôi, chứ xe 1 tỷ sao lỗ được hơn 1 tỷ. Khi anh mua cái xe mà 2-3 tỷ thì cái chuyện anh lỗ hơn 1 tỷ là cái chuyện rất là dễ xảy ra. Đó. Cho nên là khi mình bỏ cái đồng tiền mình ra để mà mình sưu cái xe thì mình cũng sẽ quan tâm đến cái yếu tố đó nhiều chứ. Có chứ, ai nó không có là người ta nói xạo đó, em hứa với anh luôn. Suy nghĩ. Thế sau mấy năm dùng rồi thì thực sự là với cái mẫu NX200T này thì Tâm có không thích nó ở cái điểm như thế nào không? Là em chia sẻ thật nè, lúc em mua cái xe đó là nó, em nhớ cái giá của nó đô la tính ra tiền Việt Nam á, thì nó khoảng 2 tỷ 4, 2 tỷ 5 gì đó. Rồi sau đó là bây giờ sau khi 2 năm em sử dụng á nha, đã có người trả em 2 tỷ mốt rồi đó. Tức là em chạy 2 năm em lỗ có mấy trăm triệu à. Thế trong khi mà quá trình đi rồi sử dụng á, thì Tâm có không thích cái mẫu xe này ở một số cái điểm nào không? Dạ có anh, có chứ. Cái đầu tiên á, mà em không thích nhất á, là cái cốp sâu ở cái xe, dù rằng cái xe nó rất là rộng, nhưng mà nó lại thiên quá nhiều về cái khoảng không gian như người ngồi. Còn cái khoang hành lý á, thì thấy như vậy vì cái mui xe và cái cửa xe sau nó hơi xéo, cho nên là cái thể tích khoang chứa đồ nó lại nhỏ. Cho nên là đôi khi em bỏ bị góp hay là em bỏ đồ hành lý đi gia đình mà đi đâu không á, thì nó lại thật sự là nó không, tại vì mình không chất lên cao được. Tại vì cái kiến là sao nó lại quá, mình chất lên cao đụng vô cái kiến. Thế là mình chỉ để được những cái đồ nó ở sát ở dưới sàn thôi, còn ở trên là mình để những cái túi mềm thôi chứ mình không để vali được. Thì đây em nghĩ là nếu như lấy sập mà đời sau có cải thiện thì em nghĩ là nên cải tiến cái khoang hành lý ở phía sau nó rộng hơn tí, nó sẽ phù hợp hơn. Rồi, xin cảm ơn Tâm rất là nhiều và chúc Tâm một ngày mới tốt lành nhá. Cảm ơn rất nhiều về những cái thông tin cực kỳ hay của Tâm. Dạ, yeah, ok. Ok, xin cảm ơn nhiều nhá. Dạ. Yeah. Thì thưa bạn, NX200T thì như anh Tâm đã nói ấy, là một cái mẫu xe mà ứng dụng cái động cơ turbo. Cái động cơ turbo dành riêng cho Lexus. Có lẽ nó là mẫu xe đầu tiên trong dòng xe Lexus, vì vậy là họ cũng đã chăm chút khá là kỹ. Và đối với cái động cơ này nó có một cái đặc tính rất là hay, nó dùng hai cái chu trình nhiệt động học, đấy là nó phối hợp giữa Akison và chu trình nhiệt động học Otto. Hai cái chu trình này nó mang lại cho cái hiệu quả cho động cơ này là như thế này. Nó có thể vẫn là tiết kiệm khi mà chúng ta đi ở cái giải tốc độ thấp, nhưng nó cũng có thể tạo ra cái sức mạnh tốt khi mà chúng ta cần cái công suất lớn hơn. Và chính vì vậy cái động cơ này mình xin nhớ xem nào, động cơ này nó là 235 ngựa. Và cũng khá tốt đấy, 2.235 ngựa. Và moment xoắn cực đại nó đạt được khoảng 350 Nm. Và ở vòng tua nó là 1.250 đến 4.000. Nếu như so sánh với những cái mẫu xe như GLC 250 hay là Q5 hoặc là ấy, thì nó cũng không hề kém cạnh là bao nhiêu đâu. Tuy nhiên NX200T này nó một cái điểm, nếu như các bạn sẽ nhìn thấy là cái khoảng sáng gầm xe của nó tương đối là khiêm tốn, nó chỉ khoảng 175 mm thôi. 175 mm. Còn so với các dòng xe như Audi Q5 nó khoảng 200 X3, nó khoảng hơn 205 gì đó, vân vân, thì mình nghĩ rằng mẫu xe này nó phù hợp cho đi đô thị là đúng rồi. Đó, các bạn có thể thấy đây, trong cái chương trình trước thì chúng ta có tìm hiểu về cái LS500 ấy, thì cái ngôn ngữ L-Finesse, thôi gọi L-Finesse cho dễ nhá, thì nó luôn là phủ toàn bộ thân xe trên khắp các thiết kế từng chi tiết luôn. Thì lưới tản nhiệt này cũng vậy, F-Sport thì nó khác cái phiên bản thường ở cái lưới tản nhiệt này cũng đấy. Còn đây, chữ L này, hoặc là gọi là đồng hồ cát ngược gì đó, chúng ta có thể dùng rất nhiều cái hình thức mô tả. Và đèn thì là đèn full LED rồi, mỗi đèn là có 3 beam. Vâng. Và đèn chiếu sáng, đèn giải đèn daylight đấy, cũng hình chữ L này.
cực kỳ sắc nét luôn. Khi mình bật thì cái dải ánh sáng nó cứ sẽ chuyển động, nhìn rất là đẹp. Cũng là một cái ngôn ngữ thiết kế khá là hay của Lexus. Và các bạn có thể thấy toàn bộ phần đầu á, nó sẽ rất nhiều đường nét sắc và vuốt dốc xuống. Thực sự nó rất dốc. Và nếu như chúng ta nhìn từ phía ngang lên thì xe lúc nào nó cũng muốn tiến lên như này. Thực sự với mẫu xe này so sánh với cả GLC của Mac hoặc là Q5 thì nó mang một cái thiết kế cũng riêng và cũng khỏe. Còn về mặt thẩm mỹ thì có thể bạn thích, có thể bạn chưa thích ở điểm này, nhưng về cơ bản nó cũng là một cái mẫu xe khá là đẹp. Và phần đuôi cũng vậy, phần đuôi được thiết kế rất là dốc. Chính là cái điểm mà anh Tâm có nói á, là cái khoang xe, cái dung tích của cái cốp chứa đồ này trên cái NX200T nó chỉ khoảng 500 lít thôi. Đó, nếu mà chúng ta để nguyên cái hàng ghế thứ hai, đây mình có thể mở cho các bạn xem. Đây là một cái giới hạn của NX200T, một không gian cũng tương đối là khiêm tốn để đánh đổi lấy một cái chiếc đuôi, cái thiết kế đuôi khá là đẹp và dành nhiều không gian hơn cho các hành khách ngồi phía trước. Các bạn, nếu như các bạn đã xem về cái TVC của NX200T ấy, thì các bạn sẽ thấy được là trong cái quảng cáo của họ, họ đã cho một cái dàn nhạc ngồi violon kéo kéo ở hàng ghế sau, rồi sau đấy đi một đoạn cái anh chàng ấy đuổi lên. Thì cái ngụ ý của người ta nói rằng là cái mẫu xe này không còn êm ái nữa đâu, mà phải là sport cơ. NX200T, T là turbo ạ. Và rất rõ ràng, tiêu chí thiết kế rất rõ ràng. Và như anh Tâm Phan đã chia sẻ đấy, các bạn có thể thấy chất liệu da trên táp lô cũng khá là nhiều, đường chỉ may nổi bật đấy. Da này sau mấy năm sử dụng thì vẫn thấy còn tương đối đẹp, nói chung là được, mềm, da mềm đấy, đường chỉ may này. Cái tấm ốp này thì là chỉ bằng nhựa thôi, nhựa thôi. Trước màn hình này khoảng 7 inch, nhưng mà cái màn hình này không hiểu sao là có thể do quá trình rửa hoặc dùng cái hóa chất gì đó cho nên nó đã bị xước hết rồi. Đấy. Là không giờ rồi, em ngủ chưa em đấy. Đấy các bạn. Quang Lê. Và các bạn có thể thấy các cái thiết kế này thì để mình đây. Các thiết kế điều khiển, các hệ thống điều hòa, rồi chế độ gió vân vân, nó nằm ngay trên này. Toàn là nút hết thôi, không có cảm biến gì đâu. Và những cái nhựa này nó cũng, mình nghĩ rằng nó cũng khá ổn đấy. Nó không phải quá sang chảnh nhưng nó sẽ có một cái độ bền nhất định với thời gian. Thực tế với cái thiết kế như thế này thì cá nhân như mình thì cũng không thích lắm. Có lẽ là nó cũng khá lâu rồi cho nên là cái thiết kế nó cũng cũ. Đó. Và cái phần công sôn như thế này nhá. Đấy các bạn có thể thấy này. Nó khá là rộng. Nó chiếm khá nhiều cái không gian. Tuy nhiên là để mình tựa cái đuổi cũng được. Cũng được, cũng ổn. Radio này, đầu đĩa này. Ở đây thì có một cái khe nho nhỏ. Mình có thể dắp những cái đồ gì đấy ở đây này. Và hộp số tự động. Hộp số tự động thì hộp số tự động này là hộp số 6 cấp nha các bạn. Ở cùng thời điểm đó thì mình nhớ là các dòng xe trong cùng phân khúc thì nó cũng phải 7-8 cấp gì rồi. Có mấy chế độ như là Eco này, Normal Sport đấy, nhấn mạnh về đặc tính Sport. Bây giờ thì các dòng xe của Lexus thì thêm Sport Plus rồi, cũng phải theo những cái thương hiệu lớn từ Đức. Chúng ta có thể xoay ở đây. Và cái chức năng Auto Hold này cũng đã rất là quen thuộc rồi. Đấy, trong 1-2 năm trở đây thì Honda họ quảng bá khá mạnh về chức năng Brake Hold với Auto Hold này. Đấy, nhưng mà đối với Lexus thì họ cũng trang bị khá là lâu rồi. Phanh tay điện tử. Menu điều khiển các bạn có thể bật cái màn hình lên. Đấy. Home này. Và cái trackpad điều khiển như chuột máy tính. Đấy. Thực ra dùng cái này mình thấy hơi khó. Như cá nhân là có lẽ mình phải cần nhiều thời gian hơn. Xoay xoay như con măng các kiểu rồi là iDrive các kiểu của ấy thì mình thấy nó hay hơn. Tuy nhiên là Lexus là luôn tỉ mỉ nha, các bạn có thể quan sát này. Ngay cả cái việc vị trí đặt để điều khiển cái trackpad này cũng có một nhô lên, một được bọc da rất là tỉ mỉ và đẹp tay vào đây. Đấy, và xoa xoa. Và đây là cái gì đây? Đây là một cái ngăn nhỏ. Chúng ta có thể để đồng tiền lẻ hay những cái vật nhỏ ở đây. Và trên này lại có gương nữa. Có thể soi.
Ở đây những cái khay để nước này thì cũng rất là cơ bản rồi, khay chứa đồ đây. À ở đây có sạc không dây nhá, sạc không dây nhưng mà này mình phải tháo vỏ ra mới vừa được. Đó, sạc luôn. Cốp ở dưới, rất nhiều đồ. Và các bạn có thể thấy chiếc vô lăng được thiết kế khá là thể thao với hai cái lẫy chuyển số sau vô lăng. Vô lăng sau nhiều năm dùng da cũng đã hơi mòn nhưng mà chất liệu da này nói chung là khá là bền nhựa này. Nó không thực sự là quá sang trọng nhưng nó sẽ là khá là bền. Đấy. Những cái lẫy chuyển số này. Chắc là xe này thì cũng ít sử dụng lẫy chuyển số cho nên nó mới lắm. Vuốt qua cái phủ hết bụi lại mới tinh luôn. Cruise control này. Điều khiển các cái hệ thống menu màn hình nó khoảng chắc hơn 4 inch ở đây. Rồi mode cũng rất là cơ bản. Những cái tính năng gọi điện Bluetooth vân vân này nó đã quá cơ bản rồi. Và xe thì có cảnh báo điểm mù nhá. Cruise control này là chưa có kiểm soát khoảng cách này. Rồi cũng chưa có hỗ trợ chạch làn giữ làn đường này. Và Lexus thì luôn là vậy mà. Những cái công nghệ đấy thôi, nhường các anh Đức đi trước, tôi trang bị sau cũng được. Tôi tập trung vào chiều chuộng chăm sóc người lái từ những cái tỉ mỉ như mình đã chia sẻ rồi. Cái mẫu xe này là mẫu xe sử dụng cái hệ thống all-wheel drive. Tuy nhiên all-wheel drive trên NX200T nó lại khác với cái dòng như Q5 hay là X3 của các hãng xe từ Đức. All-wheel drive này hầu hết nó dồn cái lực về cầu trước và 100% luôn. Đấy là theo cái thông tin mình có được. Còn khi nào nó vào đường xấu, đường trơn, đường trượt thì nó mới phân bổ ra cầu sau. Cái đấy thì cũng giúp là để tối ưu về tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng mà thực ra thì đối với một mẫu xe all-wheel drive đích thực thì nên là bốn bánh toàn thời gian luôn. Lúc nào cũng phải chia ít chia đều gì nhưng mà cũng phải cần cò. Để anh tiến lên cho xe họ đi qua. Và khi mà vào địa hình xấu thì chúng ta có thể sử dụng cái chức năng khóa vi sai ở đây. Khóa vi sai ở đây nhá. Sấy vô lăng lại đặt bên này, điều khiển cốp này, tắt cảnh báo điểm mù vân vân. Thực ra những cái tính năng này cũng khá là cơ bản. Và các bạn có thể quan sát ngay bên cửa đây thì sẽ có 3 vị trí nhớ ghế này. 1 2 3. Và ghế lái sẽ điều chỉnh 10 hướng, có bơm lưng. Rồi, có bơm lưng này. Túi khí thì rất là nhiều. Mẫu xe này có tới 8 túi khí cơ. Loa thì vẫn là loa bình thường thôi, chưa phải mắc Leverson. Đây các bạn có thể thấy này, cái nhựa nó khá là bền này. Bền một thời gian. Nhưng mà các bạn quan sát trên thành cửa này sẽ thấy là những cái phím này nó cũng chưa được chăm chút, chưa được tỉa tót với những cái thiết kế đẹp hoặc là những cái ôn áp ốp đẹp. Cái không gian cho hàng ghế sau thì ngay cả khi bước vào thôi mình cũng có thể thấy được một cái không gian khá là rộng rãi. Khoảng duỗi chân này. Đấy, như thế này là khá tốt nhá. Với mình như thế này là khá ổn. Và khoảng trống đầu xe. Đấy, khoảng trống đầu cũng được từng này. Trần thiết kế lõm để tạo thêm cái không gian. Và dù là có kích thước vừa phải nhưng ô cửa kính cũng khá rộng, lại có thêm một cái ô cửa sau như thế này nữa. Thực sự ra là sau nhiều năm dùng mà vẫn đẹp đấy. Đó, ra là khá đẹp. Ở đây có đây, khay để nước ở đây. Ngồi. Bên thành cửa thì sao? Bên thành cửa các bạn có thể quan sát được là chúng ta sẽ có để vừa khoảng 2 chai nước. Thiết kế khéo này. Nút điều khiển một chạm không? Một chạm. Đấy, một chạm nhá. Tất cả các kính đều điều khiển một chạm nhưng mà kính này cũng không xuống được hết đâu. Rồi bây giờ thì mời các bạn hãy nổ máy lên và sẽ lái thử. Tất nhiên là với một mẫu xe đã sử dụng qua nhiều năm rồi, khoảng 5 vạn rồi, thì nó cũng sẽ rất khác những mẫu xe mới. Tuy nhiên là chúng ta sẽ hãy thử xem nó. Đây mình đang chuyển sang chế độ Eco đi. Đó, đúng như cái TVC quảng cáo mà mình đã chia sẻ thì các bạn có thể thấy là Lexus đã thêm cái tính năng thể thao, nỗ lực đưa thêm những cái đặc tính thể thao vào cái mẫu xe này.
Và từ cái NX200T này, những cái động cơ turbo đã tiếp tục và trang bị trên các cái dòng xe khác của Lexus. Với một mẫu xe đã đi khá nhiều rồi thì những cái khả năng vận hành vân vân thì nó sẽ khác đi khá nhiều so với xe mới. Vâng. Lốp cũng đã mòn, gầm cũng đã nhão. Cho nên là đấy, với mẫu xe này thì mình đi mình nghe cái đấy, úi rồi, vừa rồi là qua một cái gờ giảm tốc trên đường nhá, thì đúng như anh Tâm nói luôn là cái giảm sóc nó rất là cứng. Nó cứng. Và tiếng lốp thì nghe khá là rõ. Bản chất cái mẫu xe này lốp cũng đã hơi mòn rồi, cho nên những cái cảm nhận bây giờ nó cũng khó mà chuẩn chỉ được. Đấy. Và chế độ eco. Wow. Giờ mình sẽ thử một vòng này. Nếu như Lexus ngày xưa thì đi nó cứ dập dình, nó êm êm và cua vào thì nó mang cái hơi thở của Toyota rất nhiều, thì Lexus thời nay vài ba năm trở lại đây đã cứng hơn. Để mà so được với những cái sản phẩm tới từ Đức thì có lẽ là sẽ mất nhiều thời gian nữa, bởi vì dù sao Lexus cũng chỉ mới ra đời những cái mẫu xe đầu tiên, những cái mẫu LS400 vào những cái năm 89-90 gì đó. Trong khi những cái mẫu xe từ Đức họ đã bắt đầu với những mẫu xe sang hàng trăm năm trước rồi, hơn 100 năm rồi. Và mình nghĩ rằng Lexus còn sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Bản chất sếp của Lexus ở khu vực châu Âu cũng phải thừa nhận rằng là họ khó có thể so sánh về cái khả năng vận hành đối với những cái mẫu xe Đức. Chính vì vậy họ, cái sự thừa nhận đó cũng đồng thời với cái việc là mình nghĩ là họ sẽ nỗ lực, tiếp tục nỗ lực. Đấy là một cái điểm mà mình đánh giá rất là cao. Và đặc biệt thì Lexus cũng luôn tìm ra những cái đặc tính, rồi những cái lợi thế cạnh tranh khác, ví dụ như về độ bền, về chất lượng dịch vụ chẳng hạn. Nếu như các bạn trải nghiệm về cái dịch vụ của Lexus thì mình nghĩ là sẽ có rất nhiều điểm hay và rất nhiều điểm khác biệt so với các hãng xe khác trong cùng phân khúc. Omotenashi. Cái tinh thần hiếu khách rất là hay. Lúc nào cũng arigato gozaimasu, vui vẻ, nhẹ nhàng, tĩnh. Bây giờ thì mình sang chế độ sport nhé. Sport phát là giật khác luôn. Lexus ngày xưa khó giật lắm, bây giờ thì cũng có thể là giật đùng đùng luôn. Và thử chuyển một cái lan xem nào. Vô lăng. Được. Rồi, tiếng lốp nghe khá cứng và rõ. Nhưng thể thao đấy, có luôn. Tiếng bô, tiếng động cơ nghe rõ hơn nhiều. Nó có gì đấy phấn khích hơn đấy, các bạn có thể thấy không? Nhưng mẫu xe này lại không có chế độ kick down giống như những cái mẫu xe Đức nhá. Đấy. Chưa có đâu, nhưng mà vòng tua máy đẩy rất là dứt khoát này. Cái mô men xoắn của nó là 350 mà ở cái giải vòng tua khá là rộng. Ngay vòng tua thấp thôi thì đã có rồi, cho nên cái việc tăng tốc rất là tốt. Và thực tế thì cái hệ thống all-wheel drive thì khi mà tăng tốc nhanh thì mình nghĩ nó cũng sẽ chuyển bớt lực ra cầu sau để nó tránh cái hiện tượng nhức đầu. Nhưng mà có thể thấy rằng là cái sự thể thao so với các chế độ Sport Plus của các mẫu xe Đức thì NX200T khó có thể lại được, bởi vì chúng ta có thể quan sát ngay trên cái vòng tua, cái đồng hồ vòng tua ấy, nó chuyển và cái phản ứng của nó thể hiện qua cái đấy rất là rõ, cũng như cái cảm nhận của mình. Nhưng dù sao thì đối với những khách hàng mà yêu sự tĩnh lặng, đôi khi muốn bùng nổ, thì có lẽ NX200T cũng tương đối là hợp lý. Bây giờ thì mình sẽ lấy chuyển số sau vô lăng. Dồn số nào. Mình phải bù bằng tiếng bù mồm. Sẽ không cho trả số về vòng tua quá, khi mà tốc độ cao sẽ không cho trả về số thấp, tránh quá tải cho hộp số. Và nếu mà hộp số PDK của các xe Đức thì bạn trả thoải mái. Không, Lexus. Đấy, rất rõ nha. Xe Đức này. Lexus. Đấy, nhẹ nhàng thế thôi. Rồi. Nhưng có lẽ là trong khoảng 10, 15, 20, 30 năm nữa thì Lexus sẽ
có nhiều thêm cái chất thể thao đấy các bạn ạ. Và chúng ta hãy mong chờ vào điều đấy. Và nếu như bạn còn muốn đẩy mạnh cái cảm giác thể thao hơn, và từ gọi là yên tĩnh sang thể thao lại còn thể thao hơn nữa, thì đây các bạn hãy đá số sang đây, mờ luôn này. Rồi mờ thì bây giờ bạn có thể là dùng lẫy luôn được cho nó máu. Số 2 đấy, số 2 đấy. Nó vẫn hơi nhão thế nào ấy. Đứng người lên đạp cũng được, nói chung là cũng được. Nói chung là mình đánh giá rất cao sự nỗ lực của Lexus. Tất nhiên rồi, các bạn hãy nhớ rằng mẫu xe này ra đời cách đây vài năm rồi nhá, và nó dùng qua nhiều đời rồi, dùng qua nhiều năm rồi. Cũng là bồ mồm một khác, bồ mồm một khi hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Anh em ơi, anh em hãy comment này, rồi subscribe giúp mình nhá, để tiếp tục năm nay làm nhiều các cái sản phẩm khác. Sẽ cố gắng theo tinh thần của Lexus, nỗ lực không ngừng. Xin chào và hẹn gặp lại.